Bạn có thể mở một khu vui chơi, một quán ăn, đó là bạn đang bắt đầu khởi nghiệp. Còn khi là một startup, bạn phải tạo ra một điều gì đấy chưa hề có trên thị trường, hoặc tạo ra một giá trị tốt hơn so với những thứ đang có sẵn, hay tạo ra một phân khúc mới trong sản xuất hoặc một loại công nghệ độc đáo. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới. Thưa quý vị, khởi nghiệp sáng tạo là một khái niệm không hề mới đối với thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì một vài năm lại đây, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ đang dần tạo thành một làn sóng rất là sôi động. Và trong bối cảnh chính phủ đặt mục tiêu để nền kinh tế cất cánh là phải có được 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 so với số lượng 500.000 doanh nghiệp hiện tại, thì khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đã thực sự trở thành mục tiêu cũng như là nhiệm vụ không chỉ của nhà nước, chính phủ mà của toàn xã hội. Vậy thì các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang cần những gì? Và chúng ta có thể học hỏi, áp dụng kinh nghiệm của các quốc gia khởi nghiệp thành công trên thế giới như thế nào để có thể xây dựng nên một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam? Tất cả những vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, ông Phạm Hồng Quất, là Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Và cũng xin được nói thêm rằng, Cục Phát triển Thị trường và các doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng chính là cơ quan nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời là cơ quan tham mưu cho Bộ và Chính phủ về các chính sách liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Trước tiên xin được mời ông cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy theo dõi xem các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam họ đang ở đâu thông qua phần tổng hợp của phóng viên chương trình. Năm 2015 được xem là năm khởi sắc của cộng đồng Startup Việt Nam. Theo Topeka Founder Institute, cả nước có 67 thương vụ gọi vốn thành công cho các startup, gấp đôi so với năm 2014 và hơn một nửa trong số đó đến từ các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2016 tiếp tục là năm đầy hứa hẹn khi tháng 2 năm 2016, TripMe, một công ty khởi nghiệp về du lịch đã huy động được 500.000 đô la Mỹ ở vòng hạt giống từ Gobi Partner, quỹ đầu tư mạo hiểm tại Thượng Hải, đang đầu tư vào khoảng 130 công ty trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Sau TripMe, đầu tháng 3 vừa qua, Tổ Ong, mô hình không gian làm việc chung cũng thông báo gọi vốn thành công hơn 1 triệu đô la Mỹ sau 7 tháng hoạt động. Mới đây, ứng dụng ví điện tử Momo đã nhận được khoản đầu tư lên đến 28 triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equity và ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs. Gần đây nhất, giữa tháng 4, nền tảng học trực tuyến đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn Kina.vn vừa nhận được vốn đầu tư từ quỹ đầu tư thứ hai Cyber Asian Venture tại Đông Nam Á. Không công bố cụ thể số vốn đầu tư, nhưng thông báo từ phía Cyber Asian Venture cho biết quỹ này sẽ rót hàng triệu đô la Mỹ trong đợt gọi vốn đầu và có khả năng sẽ rót thêm vốn trong tương lai. Với tiềm năng và sự lớn mạnh trong thời gian qua, môi trường khởi nghiệp Việt Nam ngày càng được các nhà đầu tư quan tâm chú ý. Thưa ông đánh giá như thế nào về các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hay là các startup của Việt Nam nói chung và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng? Việt Nam đang ở cái thế hệ vàng về tuổi trẻ và các bạn ấy cập nhật rất nhanh với cái internet và với cái kỹ thuật số, và những lực lượng này được hun đúc bởi các cái câu chuyện thành công của người Việt cũng như một số người nước ngoài đang du học ở các cái nước phát triển. Và chính những cái câu chuyện thành công đó đã làm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, những mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà dựa trên công nghệ, khởi nghiệp dựa trên công nghệ, đang có cái mối liên kết rất chặt chẽ với nhau và muốn hướng vươn tới cái cộng đồng khởi nghiệp của quốc tế. Khác với lại cái khởi nghiệp truyền thống chúng ta thường hay nói, tức là các cái phong trào khởi nghiệp hay là khởi sự kinh doanh, thì cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến một mô hình tăng trưởng mới về kinh tế, tăng trưởng nhanh với cái lượng đầu tư ít nhưng mà có thể thu lại được cái nguồn lợi nhuận, đặc biệt là cái thị trường cho sản phẩm ở tầm quốc tế rất là nhanh. Và vì thế, nếu như chúng ta chăm sóc tốt cái lực lượng này sẽ tạo ra một lực lượng doanh nghiệp dẫn đầu và đem lại một cái lợi ích vô cùng to lớn cho nền kinh tế.
Ở đây chúng tôi có một vài số liệu như thế này ạ. Theo một cái khảo sát được tiến hành vào cuối năm 2015 vừa rồi về tinh thần khởi nghiệp do Trường Đại học Công nghệ Munich và cái công ty nghiên cứu thị trường GfK của Đức thực hiện, thì người Việt Nam đứng thứ 7 trong số 44 quốc gia tham gia khảo sát là có tinh thần khởi nghiệp cao nhất thế giới. Vậy thì với một cái tinh thần khởi nghiệp cao như vậy, cộng với việc là cái số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam khá là cao, lên đến con số là 4 triệu người, thì Việt Nam sẽ là một cái thị trường rất là tiềm năng cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, về sáng tạo. Và đáng lẽ ra là đã phải chứng kiến một sự bùng nổ của các startup. Tuy nhiên trên thực tế thì cái số các startup ở Việt Nam thành công lại không nhiều. Ông lý giải về điều này như thế nào ạ? Chúng ta xuất hiện ở thời điểm này cũng là thời điểm bùng nổ của rất nhiều thị trường xung quanh. Những cái gọi là miếng bánh dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Internet, trong lĩnh vực phần mềm, không phải là dễ dàng. Chúng ta có thể bắt chước những cái mô hình thành công của những nước khác mà để áp dụng ở Việt Nam ấy, thì phải có những cái cải tiến, phải có những cái điểm khác biệt và nó phải đủ tầm vươn ra cái thị trường quốc tế thì mới có thể có câu chuyện thành công được. Hiện nay các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam ấy, thì chúng ta đang sáng tạo nhưng vẫn còn mang tính chất địa phương nhiều hơn. Cái kết nối với cộng đồng quốc tế chưa được bằng như các nước ở trong ASEAN. Một trong những cái rào cản đó là vấn đề ngoại ngữ. Thứ hai là tư duy của các cái bạn trẻ khởi nghiệp hay là cái nhà khoa học trẻ Việt Nam nói chung thì vẫn thường hướng đến cái mà mình đam mê, chứ chưa nhìn nhận dưới một góc độ của một nhà đầu tư. Thì cái điểm này ở cái giới khởi nghiệp Việt Nam đang thiếu những người dẫn dắt, những người truyền đạt lại những cái bí quyết kinh doanh, những cái bài học thành công cũng như thất bại. Một điểm thứ ba là cái thị trường về cái vốn đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư mạo hiểm của ta chưa phát triển. Còn một điểm không thể thiếu được đó chính là về cơ chế chính sách. Nó là cái nền tảng quan trọng. Thì gần đây chính phủ cũng thấy được cái tầm quan trọng và đang từng bước một cải thiện cái cơ chế chính sách để hỗ trợ ba thành tố quan trọng. Một là doanh nghiệp khởi nghiệp. Hai là những nhà đầu tư cho khởi nghiệp. Ba, những người hỗ trợ cho khởi nghiệp. Thì hiện nay cũng còn đang có rất nhiều những cái chưa được như mong muốn. Như vậy là cũng có rất là nhiều lý do đến từ kể cả là chủ quan của các cái thế hệ startup hiện tại ở Việt Nam cũng như là cái môi trường khách quan, đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một vài trong số các startup Việt để xem họ đang đối mặt với những khó khăn như thế nào thông qua phóng sự sau đây của chúng tôi. SchoolBus là nền tảng giáo dục trực tuyến dựa trên công nghệ truyền hình trực tiếp Livestream, cho phép người dùng tham gia vào các lớp học từ bất kỳ địa điểm nào, đồng thời có thể tương tác trực tiếp với giáo viên. Bùi Hà Thái và các thành viên sáng lập SchoolBus đang thuyết trình về sản phẩm của mình với hội đồng các nhà đầu tư. SchoolBus là một trong gần 20 startup tham gia hoạt động này. Không chỉ được nghe tư vấn, góp ý trực tiếp từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm, các startup triển vọng nhất sẽ có cơ hội được các nhà đầu tư thiên thần lựa chọn rót vốn. Chúng tôi kỳ vọng là có thể kết nối được với rất nhiều nhà đầu tư thiên thần và để phục vụ cho việc gọi vốn của công ty sau này. Mình nghĩ điều cần nhất của bây giờ cho các founder ấy là những mentor, là những người mà đã và đang là founder hay là những người sáng lập chính của những công ty lớn và đã work trên thị trường rồi. Thì hy vọng là sẽ có nhiều đội ngũ mentor cố vấn hơn để gọi là soi đường chỉ bước cho các bạn trẻ phía sau. Vốn và kiến thức, kinh nghiệm từ những người đi trước là điều mà các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang khát. Nói cách khác, họ đang rất cần kết nối với các nhà đầu tư thiên thần, những người không chỉ có khả năng tài chính mà quan trọng hơn, họ có kinh nghiệm, có mạng lưới quan hệ để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và sẵn sàng chấp nhận rủi ro đầu tư vào startup ở giai đoạn rất sớm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thiên thần ở Việt Nam không nhiều, lại đang gặp khó khăn trong đầu tư cho các startup bởi Việt Nam còn thiếu một khung pháp lý thích hợp dành riêng cho đối tượng rất đặc thù này. Phải có những cái chính sách cho nó phù hợp hoặc khuyến khích nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư tư nhân hiện tại bây giờ đang chưa có cái chính sách gì. Họ đầu tư ban đầu rất rủi ro, cổ phần rất là ít. Nếu mà chỉ theo luật doanh nghiệp thì cái đó không đủ để thu hút nhà đầu tư tư nhân. Thì bất cứ một lúc nào nếu theo luật doanh nghiệp là cái cổ phần của người ta cũng sẽ có thể là không còn là có giá trị gì nữa. Khi mà doanh nghiệp startup đó tìm được một nhà đầu tư khác lớn hơn và cái nhà đầu tư lớn hơn đấy có thể là đề nghị thành lập một doanh nghiệp mới, thì những người đầu tư ban đầu ấy hầu như không còn quyền gì cả.
hiện giờ chưa có nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm và đã thể hiện được sự thành công của mình vào đầu tư vào các startup. Cái thứ nhì nữa ấy, là một cái mang tính chất như là kết nối các cái nhà đầu tư thiên thần dù ít ỏi lại với nhau, thì hiện giờ nó cũng chưa có được một cái sự gọi là kết nối một cách rộng rãi ở trong xã hội. Việc xây dựng hành lang pháp lý thích hợp, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư mạo hiểm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đầu tư từ khu vực tư nhân cho startup. Chúng ta có thể thấy là một nguyên nhân dẫn đến cái khó khăn trong cái việc tiếp cận vốn của các startup chính là khó khăn đến từ các nhà đầu tư thiên thần, vì họ chưa có một cái hành lang pháp lý riêng nào để hoạt động cho mình. Vậy thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là Bộ Kế hoạch Đầu tư đã và đang có những cái chuẩn bị gì, hỗ trợ gì cho họ về mặt chính sách để có thể gỡ cái khó này cho họ? Hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với Bộ Khoa học Công nghệ cũng đang xây dựng cái dự thảo về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, và chúng tôi đã đề xuất đưa vào đó một cái mục, thậm chí có thể là một chương về cái quy định để công nhận các cái hình thức đầu tư mạo hiểm phổ biến ở trên thế giới mà có thể thích ứng được ở Việt Nam. Hình thức đầu tư cộng đồng, gọi vốn cộng đồng qua các cái sàn online, hoặc là đầu tư qua các nhà đầu tư thiên thần, tức là cá nhân, rồi đầu tư của công ty, rồi đầu tư qua quỹ. Đấy là những hình thức khá phổ biến và nó không quá chặt chẽ về điều kiện giống như là các cái quỹ đầu tư dành cho các cái sàn chứng khoán. Thì những cái hình thức đó chúng tôi cũng hy vọng rằng là Quốc hội cũng có thể là sẽ xem xét và thông qua những cái dự luật nó có mang tính chất rất là cấp tiến và hiện đại như vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cả cái người nhận vốn, người đem vốn đến và người rút vốn về. Và khi đó thì cái thị trường về cái vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sẽ rất là phong phú. Dự thảo về cái điều luật như ông vừa đề cập đến thì khi nào sẽ có thể được trình để thông qua? Ngay tại thời điểm này thì đang có một hội thảo về chính cái dự thảo này ở thành phố Đà Nẵng. Có cả những chuyên gia trong nước và nước ngoài, có các nhà đầu tư tham dự và họ sẽ bình luận để làm sao chúng ta thiết kế được những cái mô hình, những cái cơ chế nó tương đồng với những cái nước tiên tiến khác. Và dự kiến là khoảng trong năm 2016 này, khoảng tháng 5 hay tháng 7 là chúng tôi có thể trình cái dự thảo đầu tiên để có thể chính phủ xem xét và có thể là sẽ đưa ra trình Quốc hội vào cuối năm và lần đầu tiên. Có một thực tế là có rất là nhiều các cái startup, họ là startup ở Việt Nam, thành lập ở Việt Nam và hoạt động ở Việt Nam, tuy nhiên họ lại chọn đăng ký kinh doanh ở nước ngoài, đặc biệt nhiều là ở Singapore, một trong những cái quốc gia khởi nghiệp rất là nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Vậy thì theo ông là lý do của điều này là tại đâu, ông nhìn nhận như thế nào về cái hiện tượng này? Thực ra thì doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đăng ký là thủ tục thành lập doanh nghiệp ở nhiều quốc gia để mà tranh thủ cái nguồn vốn, gọi vốn, rồi tranh thủ cái thị trường để phát triển sản phẩm cho mình, không nhất thiết chỉ đăng ký ở một quốc gia. Và ở Singapore thì cái môi trường đăng ký thuận lợi, môi trường gọi vốn rất thuận lợi, và họ có thể tăng trưởng nhanh ở cái thị trường đó. Vì Singapore có một nguồn vốn hỗ trợ từ chính phủ khá dồi dào, đối ứng với các cái tổ chức tư nhân. Thế rồi các cái thủ tục để cho các nhà đầu tư cũng như cho doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nhận vốn, gọi vốn, rồi thoái vốn là rất là thuận lợi. Thì đấy là điều tự nhiên. Ông có thể đánh giá là nó cũng là một điều khá tự nhiên, giống như là có thể nói là đất lành chim đậu, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái cuộc gặp gỡ với các startup gần đây thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đề cập rằng là đừng để cho các startup ăn cơm Việt Nam nhưng mà lại đóng thuế cho nước ngoài. Vì đó cũng là một trong những cái hiện tượng ta có thể gọi là chảy máu dòng nguồn lực, lãng phí nguồn lực của Việt Nam. Chính xác. Bản thân startup cạnh tranh thì chính phủ cũng phải cạnh tranh. Nếu chính phủ không có một chính sách tốt thì đương nhiên doanh nghiệp bản thân của cái chính phủ đấy có khi lại đi đóng thuế cho nước khác, bởi vì họ thấy ở đó tăng trưởng tốt. Điều quan trọng ở Việt Nam ấy là thực thi chính sách. Chúng ta có thể có chính sách tốt, nhưng nếu cái hệ thống thực thi chính sách không tốt thì vẫn là những rào cản vô hình mà không thể giải quyết được về mặt thực tiễn, về mặt hiệu quả cho nhà đầu tư như cho doanh nghiệp. Và có một cái điểm mà chúng tôi thấy là đây thuộc về vấn đề nhìn nhận và quan điểm phát triển chiến lược bền vững. Nếu ta muốn đầu tư cho khởi nghiệp là ta đầu tư cho tương lai 10 năm, thậm chí 20 năm sau, chứ không phải là 1 năm hay 2 năm. Và vì thế những người mà làm chính sách về
tài chính, về đầu tư, đặc biệt về thuế, phải nhìn nhận điều này. Phải có những cái đầu tư ban đầu cho khởi nghiệp thông qua chính sách ưu đãi với chính các nhà đầu tư. Và chính sách ưu đãi không chỉ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và những người hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kể cả trong nước và nước ngoài. Thì sau 5 năm, 10 năm, chúng ta mới có một thế hệ những câu chuyện thành công của khởi nghiệp sáng tạo. Và 20 năm sau chúng ta có một hệ sinh thái, trong đó bản thân những cái người khởi nghiệp thành công bây giờ sẽ trở thành những nhà đầu tư thiên thần trong tương lai. Và khi đó chúng ta mới có một hệ sinh thái bền vững. Đây là vấn đề nhìn nhận về mặt quản trị quốc gia. Nếu những người có tầm nhìn và có tâm huyết và có trách nhiệm với những thế hệ tương lai thì sẽ phải có những chính sách tốt từ bây giờ, để sau 1-2 thập kỷ chúng ta có một mô hình tăng trưởng kinh tế mới dựa trên cái khởi nghiệp sáng tạo ngày hôm nay. Ở trên thế giới thì đã có rất là nhiều quốc gia khởi nghiệp thành công mà chúng ta có thể kể tên như là Israel hay là Singapore. Và họ thì đã bắt đầu xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp của mình từ những năm 1990. Chúng ta hãy cùng xem là những cái kinh nghiệm của họ đã tạo được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp như thế nào để hỗ trợ cho các startup thông qua phóng sự sau đây. Là một quốc gia nhỏ với dân số gần 8 triệu người, nhưng Israel có đến 4.800 công ty khởi nghiệp và thu hút số lượng vốn đầu tư mạo hiểm trên mỗi đầu người nhiều nhất thế giới với $170 một người so với $70 một người của Mỹ. Một trong những lý do khiến Israel thành công chính là việc chính phủ của quốc gia này có nhiều chính sách hỗ trợ startup, như giới thiệu các công ty khởi nghiệp đến với các nhà đầu tư, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ để đầu tư vào các startup rồi bán lại cho các nhà đầu tư tư nhân. Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, chúng tôi không có quỹ đầu tư mạo hiểm và nhà nước đã vào cuộc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và sẵn sàng chịu rủi ro khi đầu tư cho startup không thành công. Ngoài ra, chúng tôi có cơ quan thẩm quyền chuyên trách về sáng tạo đổi mới, trực thuộc Bộ Kinh tế. Cơ quan này hỗ trợ các startup lên tới 85% số vốn cần thiết trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, bởi đây là giai đoạn quan trọng và khó khăn. Và mặc dù không phải tất cả các startup đều thành công, nhưng nhìn tổng thể đó là đầu tư đúng và hiệu quả. Theo một nghiên cứu của Israel, thì cứ $1 chính phủ bỏ vào các startup thì có thể thu lại 5 đến 10 lần giá trị thông qua thuế và các hoạt động khác. Ngoài ra, Israel còn là một trong những quốc gia rất chú trọng đến nghiên cứu và phát triển. Những gã khổng lồ trên toàn thế giới như Intel, eBay, Apple, IBM, Google và Microsoft đều phải đến Israel đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đây. Chúng tôi có một chương trình nhằm kết nối các học giả và khối tư nhân, các nghiên cứu từ trong trường đại học và trong doanh nghiệp. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực sự đôi khi rất khó để đưa hai bên lại gần nhau. Và sẽ có một khoản tiền được cấp cho các dự án nghiên cứu của trường đại học và các công ty để khuyến khích họ. Tuy nhiên, đó không phải là trợ cấp, mà là khoản cho vay. Nếu nghiên cứu thất bại, đó coi như là khoản trợ cấp của chính phủ. Còn nếu thành công, họ phải trả lại cho chính phủ. Tại Singapore, những quỹ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đã lớn gấp 5 lần so với năm 2010 dưới sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Singapore là cầu nối liên kết giữa chính phủ, cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tài năng công nghệ. Singapore sẵn sàng trải thảm đỏ đối với nhân tài, không chỉ trong cộng đồng người Singapore mà cả các cá nhân tổ chức nước ngoài. Những gì chúng ta cần là những vườn ươm, những chương trình nhằm kết nối một cách có hệ thống những người trẻ có mong muốn khởi nghiệp với những người biết hoặc có kinh nghiệm khởi nghiệp và có thể hướng dẫn họ đi đúng quy trình từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại. Quy trình này đã được phát triển rất nhiều năm qua tại các trường đại học hay các vườn ươm ở những nơi như California hay châu Âu. Nhưng quy trình có hiệu quả ở nước ngoài chưa chắc đã phù hợp với môi trường Việt Nam. Và cái chúng ta cần là những vườn ươm được thiết kế phù hợp với Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm ở các nước trên thế giới. Israel và Singapore đều là những quốc gia khởi nghiệp nổi tiếng. Lợi thế của người đi sau như Việt Nam chính là học hỏi được kinh nghiệm thành công của người đi trước. Vậy, mô hình nào cho hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam? À,
Thưa ông, trong trường hợp của Israel hay là Singapore như chúng ta vừa thấy trong phóng sự vừa rồi, thì có thể thấy là vai trò của nhà nước trong việc xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như là trợ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn rất sớm là rất là quan trọng. Vậy thì trong cái trường hợp Việt Nam chúng ta thì chúng ta đã học hỏi và áp dụng những cái kinh nghiệm của các quốc gia khởi nghiệp thành công như thế nào ạ? Nhà nước hỗ trợ đầu tiên là tài trợ cho những ý tưởng và những cái dự án có khả năng rủi ro cao thì họ lĩnh cái phần trách nhiệm đó trước khi họ kêu gọi được cái đầu tư của xã hội, đầu tư của các quỹ tư nhân. Cái điểm này chúng ta cũng cần phải xem xét để học tập. Ở những cái nước mà cái kinh tế tư nhân tự phát triển rồi thì họ không cần cái nhiều lắm vai trò về hỗ trợ về tài chính của chính phủ lúc ban đầu. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải học cái cách mà họ hỗ trợ. Thông thường là họ lập ra quỹ nhưng họ không trực tiếp xem xét các cái dự án mà họ thông qua cái điều hành của khu vực tư nhân và hoặc là họ đối ứng với khu vực tư nhân. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng học những cái cách làm như vậy để đưa vào những cái đề án để đảm bảo làm sao ấy, cái quy trình nó rất là minh bạch và nó lôi kéo được khu vực tư nhân tham gia để tạo ra một cái động lực lâu bền. Sau này nhà nước sẽ giảm dần cái vai trò hỗ trợ tài chính đi mà khu vực tư nhân sẽ đảm nhiệm cái phần đó. Nhà nước chỉ hỗ trợ thông qua về đào tạo, về tổ chức các cái sự kiện hoặc là liên kết với quốc tế, truyền thông để giúp cho cái sự liên kết giữa các chủ thể ở trong hệ sinh thái được gần với nhau và gắn với nhau hơn. Trong đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 thì có thể nhận thấy có hai điểm đáng lưu ý là như thế này ạ. Đó là việc sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư dẫn dắt các doanh nghiệp khởi nghiệp, và thứ hai là nhà nước sẽ hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm tạo điều kiện đầu tư cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có nhiều ý kiến của chuyên gia lại cho rằng là nhà nước không nhất thiết phải tham gia vào cái quá trình gọi vốn, bởi vì vốn tư nhân ở trong xã hội thì còn rất là nhiều. Và cái những gì mà chính phủ cần làm ở đây chính là xây dựng và ban hành các cái chính sách, các cái cơ chế để có thể kêu gọi và được huy động được cái vốn từ khu vực tư nhân này. Ông nghĩ như thế nào về ý kiến này ạ? Ý kiến đấy là có phần rất là thỏa đáng. Đúng là vai trò nhà nước tạo ra một cái cơ chế là cái quan trọng nhất. Nhưng cũng cần lưu ý thêm một chút nữa, tức là nếu như nhà nước không đi trước thì liệu rằng một cách tự nhiên các cái nguồn vốn đang có trong xã hội có đưa vào những dự án khởi nghiệp hay không? Các cái dự án khởi nghiệp cần phải có chất lượng tốt hơn và họ cần có những câu chuyện thành công ban đầu để tạo ấn tượng cho các nhà đầu tư, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Có thể nhà nước không cần bỏ nhiều tiền, nhưng những cái giai đoạn rất rủi ro ban đầu chưa có một tư nhân nào bỏ tiền vào thì nhà nước cũng có thể xem xét để tài trợ, không nhất thiết phải là đầu tư. Thường thì các khu vực tư nhân sẽ tối đa hóa lợi nhuận của mình, họ chỉ nhằm vào những cái lĩnh vực mà đầu tư ít nhưng tạo ra lợi nhuận nhanh và an toàn hơn. Thế thì ngoài ra, trong nhiều những lĩnh vực khác của nền kinh tế, công nghệ đóng vai trò rất quan trọng, vật liệu mới về môi trường, thậm chí nông nghiệp, y tế, đào tạo là những lĩnh vực mà chính phủ vẫn phải quan tâm. Và vì thế cái lúc ban đầu tiên đó chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư thì nhà nước cần phải mồi để cho cái sản phẩm, cái dự án tốt hơn, đến một mức độ nhất định sẽ cuốn hút được cái đầu tư của tư nhân vào. Thì tôi cho rằng là với cách tiếp cận như vậy thì chính phủ vẫn cần phải quan tâm ở cái đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên này để làm sao chúng ta có một cái hệ sinh thái bền vững và nó toàn diện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở trong các lĩnh vực mà trong nước có thế mạnh. Rõ ràng là còn rất là nhiều những cái khó khăn, kể cả khó khăn đến từ nội tại chủ quan cũng như là từ những cái vấn đề khách quan ở xung quanh cần phải vượt qua để cộng đồng startup Việt Nam có thể hướng đến cái sự phát triển bền vững và để cho khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là một trào lưu mà thực sự trở thành động lực của nền kinh tế. Và trong cái quá trình đó thì việc xây dựng được một khung pháp lý hợp lý, thông thoáng đối với cả các startup cũng như những cái tổ chức, những cái tư nhân hỗ trợ cho startup và sự thay đổi thái độ của cả cộng đồng xã hội đối với những startup mà có thể khởi nghiệp nhưng chưa thành công thì là điều rất cần thiết để xây dựng được một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, thực sự là một nơi mà có thể ươm mầm cho các startup Việt Nam phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Hồng Quất đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần điểm tin trên các báo của thế giới. Việt Nam sau 30 năm đổi mới là tiêu đề một bài bình luận trên thời báo Khmer của Campuchia. Năm nay đánh dấu 30 năm Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới.
Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những cải cách về chiến lược phát triển quốc gia để nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển toàn diện xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới đã gọi Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. 30 năm đổi mới đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức 100 đô la Mỹ trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam đạt khoảng 2.100 đô la Mỹ. Tỷ lệ đói nghèo đã giảm đáng kể, từ con số hơn 50% vào đầu những năm 90 đến con số 3% của hiện tại. Về chính sách đối ngoại, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 186 quốc gia và là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế. Trang China News Asia của Singapore đưa tin Việt Nam đánh giá báo cáo nhân quyền của Mỹ là thiếu khách quan. Trong buổi họp báo thường kỳ tại Hà Nội, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu, báo cáo nhân quyền thường niên năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục dựa trên những thông tin không chính xác, đưa ra một số nhận định thiếu khách quan. Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền của người dân trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ông Lê Hải Bình cũng cho biết, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các nước, trong đó bao gồm cả Mỹ, về những vấn đề còn có sự khác biệt. Trang Nikkei của Nhật Bản giật tít, Việt Nam là tiềm năng trở thành công xưởng dệt may mới của thế giới. Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất hàng dệt may tiềm năng mới của thế giới khi các ông lớn trong ngành này đang mở rộng hoạt động sản xuất của mình tại Việt Nam. Đại diện một công ty về dệt may của Mỹ nhận định, Việt Nam sẽ thay thế Trung Quốc để trở thành trung tâm chính cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường phương Tây và Nhật Bản. Ngoài lợi thế giá nhân công rẻ, thấp hơn Trung Quốc gần 60%, các điều khoản trong Hiệp định TPP dự kiến có hiệu lực từ năm 2018 cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Lấy ví dụ đơn giản như với Mỹ, các điều khoản của Hiệp định TPP sẽ cho phép loại bỏ ngay lập tức mức thuế trung bình khoảng 20% trên 70% mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Chuyên trang về hoa quả Fruitnet đưa tin, sau 7 năm tạm dừng, Đài Loan sẽ nhập khẩu trở lại thanh long ruột trắng của Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Tháng 3 năm 2009, Đài Loan dừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam với lý do bị nhiễm bệnh do loài ruồi đục quả gây ra, có thể gây ảnh hưởng đến việc sản xuất ổi tại Đài Loan. Trước khi có lệnh dừng nhập khẩu, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 10.000 tấn thanh long sang Đài Loan. Việt Nam, một đất nước châu Á sôi động và gắn bó với truyền thống là tiêu đề một bài viết trên báo Provence của Pháp. Báo này viết, từ đồng bằng sông Cửu Long tới ruộng bậc thang ở Sapa, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Việt Nam có một vẻ đẹp hết sức đa dạng, có thể miêu tả bằng hai từ, tuyệt vời và hấp dẫn. Ngoài cánh đồng lúa lung linh dưới ánh mặt trời, Việt Nam còn sở hữu quang cảnh đầy màu sắc của những làn xe máy, xe đạp liên tục nối tiếp nhau trên đường phố. Việt Nam mang hình dáng của loài rồng, một biểu tượng cho quyền lực và sức sống ở châu Á. Chúng ta có thể cảm nhận được sức sống này khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.